Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, hàng ngày quý vị có thường xuyên ăn trứng không ạ? Trứng là một loại thực phẩm bình dân, có giá thành thấp nhưng vô cùng bổ dưỡng, mang đến rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe như là tăng cường sức khỏe tim mạch, phòng chống đột quỵ và ung thư. Đặc biệt mới đây, các nhà khoa học đã tiết lộ rằng nếu bạn ăn trứng vào thời điểm vàng này trong ngày, cơ thể sẽ rất khỏe mạnh và sống rất thọ, ai cũng nên biết để ăn thường xuyên hơn. Vậy cụ thể chúng ta nên ăn trứng vào thời điểm nào và điều đó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta phòng bệnh ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Sống Khỏe Mỗi Ngày tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé! Trong lĩnh vực dinh dưỡng, trứng luôn được gọi là thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu và hoàn thiện nhất. Ngoài yếu tố có tỷ lệ vitamin C khá thấp ra, trứng gần như được xem là món ăn giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhất trong nhóm thực phẩm. Trong cuốn Tạp chí Sức khỏe Nam giới Mỹ cho rằng, trứng gà chính là món ăn tốt nhất thế giới để ăn vào bữa sáng. Tuy nhiên, một số người có nghi ngờ về việc ăn trứng có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch do lo sợ rằng trứng sẽ làm tăng mỡ máu. Nhưng thực tế, các chuyên gia cho biết ăn 1 đến 2 quả trứng cho bữa ăn sáng đều không ảnh hưởng sức khỏe, lại có ít nhất 6 lợi ích tuyệt vời sau đây. Lợi ích thứ nhất là cải thiện trí nhớ và tăng sự tỉnh táo. Lòng đỏ trứng rất giàu vitamin, đặc biệt lòng đỏ trứng là môi trường thiết yếu cho sự tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh não và cũng là một thành phần quan trọng của màng tế bào, giúp cải thiện trí nhớ và nâng cao khả năng tập trung hơn. Do đó, đối với nhân viên văn phòng và học sinh sinh viên có nhiều hoạt động cần đến sức khỏe bộ não hơn, nên chọn ăn trứng vào bữa sáng. Trứng giàu chất dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sự tỉnh táo của con người, giúp các giác quan của bạn phản ứng nhanh hơn. Do đó, đối với người lái xe, ăn trứng vào bữa sáng sẽ hữu ích hơn cho việc lái xe an toàn. Lợi ích thứ hai là bảo vệ tầm nhìn của bạn, tăng cường thị lực. Hai chất chống oxy hóa trong lòng đỏ trứng có tác dụng bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi tia UV. Chúng cũng giúp giảm nguy cơ dẫn đến bị đục thủy tinh thể. Ăn một quả trứng vào buổi sáng cũng tốt cho những người phải sử dụng máy tính quá nhiều. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bạn có thể ăn mỗi ngày từ 1 tới 2 quả trứng gà. Tốt nhất là nên ăn vào bữa sáng. Duy trì được thói quen ăn trứng này kết hợp với cân bằng dinh dưỡng và vận động thể dục thể thao đều đặn sẽ giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn. Lợi ích thứ ba là giúp xương và răng chắc khỏe. Trứng là một trong số ít các nguồn vitamin D tự nhiên quan trọng đối với sức khỏe của xương và răng. Vitamin D cũng kích thích sự hấp thụ canxi cần thiết cho sự trao đổi chất, tiêu hóa và sức khỏe tim mạch. Lợi ích thứ tư là giảm nguy cơ ung thư. Choline có nhiều trong lòng đỏ trứng là chất dinh dưỡng giúp cải thiện chức năng gan và cũng có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Lợi ích thứ năm là giúp giảm cân. Ăn trứng vào bữa sáng có thể giảm lượng calo trong bữa trưa và cả ngày và kiểm soát cân nặng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn trứng trong bữa ăn sáng đã giảm 56% trọng lượng so với những người ăn các món ăn chủ yếu chứa nhiều tinh bột vào bữa sáng và họ tràn đầy năng lượng hơn. Lợi ích thứ 6 là tăng cảm giác no. Trứng không chỉ cung cấp đủ lượng protein cho cơ thể mà còn làm chậm sự trống rỗng của dạ dày và kéo dài cảm giác no sau bữa ăn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn sáng với món trứng có thể làm tăng cảm giác no, trong khi protein và chất béo trong trứng cung cấp một năng lượng ổn định và kéo dài cảm giác no lâu hơn. Các bạn thân mến, trứng gà là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng chiều cao và trí thông minh, giúp da đẹp mịn màng. Tuy nhiên, không phải lúc nào ăn trứng gà cũng có lợi ích như vậy, nhất là đối với người đang mắc một số bệnh. Đặc biệt, bạn không nên ăn trứng gà trong 3 trường hợp sau. Thứ nhất là khi bị sốt. Trong trứng gà có rất nhiều protein, sau khi ăn sẽ tạo ra một nhiệt lượng lớn. Những người bị sốt, nhất là trẻ em, ăn trứng gà lúc này thì nhiệt lượng trong cơ thể tăng lên, không phát tán ra ngoài được, do vậy sốt càng cao và lâu khỏi. Vì vậy, khi bị sốt, nên hạn chế ăn trứng gà và những thực phẩm giàu đạm, thay vào là uống nhiều nước, ăn rau quả tươi. Thứ hai, khi bị tiêu chảy. Rất nhiều người nghĩ rằng bệnh nhân tiêu chảy do mất nhiều chất dinh dưỡng, nên cần được bồi dưỡng bằng những thứ thật bổ như trứng gà. Thực ra các bệnh nhân này, dịch tiêu hóa tiết ra ít hơn, tính năng men tiêu hóa bị giảm nên khả năng chuyển hóa đường
đạm, mỡ không được như trước. Chức năng tái hấp thụ nước và chất dinh dưỡng ở ruột non cũng gặp trở ngại, phần lớn bị thải ra ngoài qua đường tiêu hóa. Vì thế, trong thời gian bị tiêu chảy, bệnh nhân không nên ăn trứng gà và để cho đường ruột được nghỉ ngơi. Thứ ba, khi bị sỏi mật. Các bác sĩ khuyên rằng bệnh nhân sỏi mật không nên ăn trứng gà, ăn vào sẽ phát bệnh. Do chức năng co bóp của túi mật trở nên yếu dần, nên nếu ăn nhiều thực phẩm giàu protein như trứng, đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, sinh ra các triệu chứng như đau, nôn mửa và nhiều hậu quả nặng hơn. Quý vị thân mến, trứng là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hàm lượng vitamin trong trứng tương đối cao, do đó trứng là bữa ăn sáng yêu thích của rất nhiều người. Tuy nhiên, tác dụng của trứng có lớn đến đâu cũng cần phải kết hợp với các loại thực phẩm khác. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng khi nấu kết hợp với những thực phẩm sau đây có thể góp phần giết tế bào ung thư, chữa bệnh về dạ dày, giúp cải thiện gan. Nếu ăn sớm, cơ thể sẽ ngày càng khỏe mạnh. Cụ thể, bạn hãy kết hợp trứng với những thực phẩm sau đây. Thứ nhất là trứng xào ớt chuông. Ớt chuông hay còn gọi là ớt ngọt là một loại rau phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hoạt chất có trong ớt chuông là một chất chống oxy hóa, có thể ngăn chặn quá trình trao đổi chất của các tế bào liên quan, từ đó ngăn chặn quá trình biến đổi thành ung thư của các mô tế bào và giảm tỷ lệ tế bào ung thư. Ngoài ra, các chất có trong ớt chuông cũng có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo và ngăn ngừa sự tích tụ chất béo trong cơ thể, có lợi ích cho việc giảm mỡ, ngăn ngừa bệnh tật. Tính cay của ớt chuông có thể kích thích tiết nước bọt và dịch dạ dày, tăng cảm giác ngon miệng, thúc đẩy nhu động ruột và giúp tiêu hóa. Ớt chuông, đặc biệt là ớt xanh, nếu xào với trứng, có thể tích hợp được các chất dinh dưỡng trong hai loại thực phẩm, hiệu quả nuôi dưỡng sức khỏe được nhân đôi. Chúng không chỉ giúp bảo vệ dạ dày, mà các vitamin trong hai loại thực phẩm này có thể sửa chữa gan, tiêu diệt tế bào ung thư, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thứ hai là trứng xào mướp đắng. Ông bà ta vẫn truyền nhau câu nói rằng thuốc đắng giá tật, và đúng là như vậy, mướp đắng chính là một minh chứng rõ ràng. Bởi có vị đắng nên hẳn đối với nhiều người loại quả này hơi khó ăn, nhưng nếu biết công dụng của nó, chắc hẳn bạn sẽ phải tập ăn ngay hôm nay đấy. Theo đông y, thành phần tự nhiên bên trong mướp đắng giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu diệt vi khuẩn, virus, chống lại các tế bào ung thư, điều trị trứng trào ngược axit và trứng khó tiêu, đặc biệt nhờ hàm lượng vitamin dồi dào cùng các khoáng chất quan trọng khác. Bởi vậy, ăn chúng thường xuyên sẽ kích thích da dẻ mềm mịn, loại bỏ mụn, ngăn ngừa lão hóa vô cùng hiệu quả. Trứng gà với lượng protein cần thiết cho hoạt động hàng ngày, nếu ăn cùng với mướp đắng có thể nói rằng sẽ là một món ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho toàn bộ cơ thể chúng ta, mà còn ngăn ngừa được nhiều và tiêu diệt được tế bào ung thư. Bạn hãy đưa món ăn này vào thực đơn dinh dưỡng cả gia đình ngay từ hôm nay nhé! Thứ ba là trứng kết hợp nấm. Trứng xào nấm là sự kết hợp hài hòa giữa trứng và nấm tươi, sẽ khiến món ăn vừa ngậy vừa thơm, đậm đà mà lại vô cùng tốt cho sức khỏe. Món trứng xào nấm giúp cải thiện hệ miễn dịch, phòng chống cảm lạnh trong mùa đông. Ngoài ra, trứng xào nấm còn có tác dụng chữa chứng bệnh trẻ em gây nóng, rôm sảy, tay chân tê mỏi, tiểu đường, huyết áp cao, ăn ngủ kém. Đặc biệt, hai thực phẩm này kết hợp với nhau lại tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả và rất tốt cho hệ tiêu hóa của bạn nữa đấy. Không những thế, cách làm món trứng xào nấm lại rất đơn giản, chế biến nhanh gọn. Bạn hãy thử món ăn hấp dẫn và dễ làm ngay hôm nay nhé. Chắc chắn gia đình bạn sẽ có một bữa cơm thật ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng. Thứ tư là trứng kết hợp với phô mai. Để cơ thể hấp thụ được canxi hiệu quả nhất, bắt buộc phải có lượng vitamin D thích hợp. Vitamin D được ví như chiếc chìa khóa để mở cánh cửa, giúp canxi đi vào cơ thể và nó tồn tại rất nhiều trong trứng. Ngoài việc xay vào cháo ăn dặm, bạn có thể làm các món hấp dẫn hơn cho con như trứng chiên phô mai, trứng cuộn phô mai hay súp trứng phô mai. Phô mai, các thực phẩm từ phô mai giàu canxi có thể giúp chống lại ung thư đường ruột hiệu quả và một số ung thư khác ở hệ tiêu hóa. Đây là kết luận của một nghiên cứu tại Mỹ với gần nửa triệu tình nguyện viên tham gia. Các nhà nghiên cứu của Viện Ung bướu Quốc gia đã theo dõi sức khỏe và thói quen ăn uống của hơn 490.000 người trong vòng 8 năm. Những phụ nữ ăn nhiều các thực phẩm giàu canxi sẽ giảm nguy cơ phát triển các khối u ác tính ở ruột, dạ dày và một số bộ phận khác nhau trong hệ tiêu hóa so với những người ăn ít các thực phẩm giàu canxi là 23%. Đối với nam giới, việc nạp nhiều canxi giúp giảm 16% nguy cơ
Theo các nhà nghiên cứu, đó là do canxi đã kiềm chế sự phát triển của các tế bào dị thường. Bởi vậy, nếu muốn ăn phô mai để bổ sung canxi mà không bị nhàm chán, bạn hãy kết hợp với trứng nhé. Vừa bồi bổ cơ thể, lại chống ung thư rất hiệu quả. Ngoài ra, theo lương y Nguyễn Anh Đào, món trứng được dùng thường xuyên trong các gia đình, nhưng không phải ai cũng biết cách ăn trứng đúng và tốt cho sức khỏe. Thậm chí nhiều người còn mắc phải những sai lầm rất nguy hiểm khi ăn loại thực phẩm này, khiến cơ thể bị ngộ độc. Bởi vậy, để đảm bảo sức khỏe, các bạn cần lưu ý những điều sau. Thứ nhất là không kết hợp trứng với đường. Ngay sau khi ăn trứng, vì cơ thể khó hấp thụ, không tốt cho sức khỏe. Việc các bà nội trợ hay dùng nước đường thắng kho thịt, trứng để tạo màu đẹp. Nhưng chất protein, axit amin trong trứng kết hợp với đường sẽ tạo thành chất khó hấp thu cho cơ thể. Thứ hai là không kết hợp trứng và sữa. Nhiều bà mẹ sáng ra cho con ăn trứng chiên với cốc sữa đậu nành để đủ chất hoặc cho con uống sữa sau khi ăn trứng. Nhưng theo các nhà dinh dưỡng, sữa đậu nành giàu protein thực vật, chất béo, vitamin, khoáng chất. Nhưng protein trong trứng có thể kết hợp với chất trong sữa đậu nành làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở, giảm tỷ lệ hấp thu protein, còn có thể gây ức chế hoạt động, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Ngoài ra, bạn không nên ăn trứng quá nhiều vì tuy giàu dinh dưỡng nhưng gây dư thừa dinh dưỡng, cơ thể khó đào thải hết cholesterol, dẫn tới bị đầy bụng, khó tiêu, béo phì, tăng gánh nặng cho gan và thận. Đặc biệt sau khi ăn trứng, không nên uống các loại thuốc chống viêm, giảm đau, bởi các trứng viêm liên quan đến protein mà trứng rất giàu protein. Và cũng không nên uống nước chè đặc. Tuy hết tanh miệng, hỗ trợ tiêu hóa, nhưng nước chè đặc nhiều axit kết hợp với protein sẽ làm chậm hoạt động của nhu động ruột, phần sẽ bị lưu trữ lâu trong ruột gây táo bón, tăng nguy cơ tích trữ các chất có hại cho cơ thể và gây ra chất ung thư. Bạn hãy đặc biệt lưu ý để trứng đem lại lợi ích sức khỏe tốt nhất nhé! Quý vị thân mến, những món ăn từ trứng luôn thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Quý vị hãy nhớ những lưu ý khi ăn trứng để hấp thu tối đa dưỡng chất mà trứng đem lại nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!